Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Chinix G820, một dòng xe đạp không nhôm sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiagra và Shimano Soza, cặp vành nhôm cao bản 700C, lớp sơn nguyên bản, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng nguyên zin. Các bác nhìn trên, như các bác nhìn trên hình đây, toàn bộ khung là khung nhôm, lớp sơn các thứ là còn là rất là đẹp, hầu như là rất ít xước xác, chỉ có những cái vết xước nhỏ và cái chỗ này nó hơi bị xỉn màu do quá trình sử dụng và là xe bã nhập khẩu về nên là không thể tránh khỏi. Còn tông màu lên còn rất là đẹp, cực kỳ là bóng. Dây phanh thì được chạy âm sườn, dây phanh chạy âm sườn Chinix, một thương hiệu xe rất là nổi tiếng của Ý, và model của em về là R820. Đây là dòng Lightning Series, nhập khẩu nguyên zin hết các bác nhé, nguyên zin theo xe hết, bộ vành nhôm cao bản 700C. Đây là giới tích và được sử dụng bộ chuyển động đề sau Shimano Tiagra 9 tầng lip đạp đĩa rồi đùi đạp trục rỗng của Shimano Soza. Trên này là đôi tay lắp, đôi tay lắp trên này cũng là Shimano Soza, 9 tầng lip và 2 tầng đĩa cùng phanh 3 mảnh Techo. Đằng trước cũng là đằng cao bản như dây tích luôn. Đằng yên zin theo xe, yên này rất là mềm, yên vải phủ da bên trên. Mình sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Cái xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi là phù hợp. Bộ chuyển động Tiagra và Soza 9 tầng lít 2 tầng đĩa, con xe có 18 tốc độ khác nhau, chuyển động rất mượt mà, rất mượt tình hình. Và chiếc xe này đang được bán với em mức giá là 9,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.